Cây đó.
nay bá tam được không ta? Hả? Nay bá tam được không? Bá tam thì chết hai con voi trung gian. Ăn anh đây, ăn lộn ở đây đúng không? Ăn xe dưới, ăn xe này, ăn vô tượng. Đâm chiếu chạy, đâm chiếu bác sĩ. Đó, bá tam. Còn cái mót tượng, mót ngựa, sao đi? Mày mày ăn về đây sao? Quá nữa. Quá đây sao? Chốt là thua nha.
bắt xe đi. Đồ hộp vô lại. Đấy. Dạ luôn. Thôi đừng có quýnh què đi. Vào đây mà ăn cái gì được người ta đâu. Xe làm hàng đó con người ăn đi rồi không? Đó vô lại đi, bốn nước không ấy là què. Trời ơi. Đó nào, tốt rồi. Vô nữa. Em muốn thắng mà anh. Còn đây là xin lỗi, bạn thắng tôi chết à. Nhưng mà đen đang muốn thắng, anh không hiểu ý đen hả? À chết chứ không có chuyện hy sinh đâu mà anh cứ ngồi đó kêu người ta hoài. Đã xe ngựa. Xong rồi, nói đậu ba que nó mình mừng mừng thôi. Rồi nếu mà anh đang muốn thắng mà anh cứ về hoài. Quá thật không thể với mẹ lên. Em bảo là thế bỏ mà đi ăn thân ngành quá rồi. Thank you.
Giờ mới đánh rồi chứ không đâu có thua thì ra mình xuống luôn được mà đâu đâu xuống tướng luôn được rồi không có lúc mà súng nó vừa treo chỉ lên anh ăn do anh xuống luôn để nó treo thêm con nó dở lúc nó mới chống còn con à anh đập luôn thắng luôn không đâu đỡ được đâu để anh để nó treo thêm con nữa đâu có tiếng hô nó chạy theo con sĩ nó là hết tiếng hồ không có tiếng chiếu à, đập luôn rồi đó là đập rồi xong ăn mãi nó có tiếng chiếu liền mà đập xong nó cũng biết đi đâu hô chắc hô luôn đập cũng có hô luôn 3-4 con lúc đó mình xuống chốt đây là chậm nước rồi à, tự nhiên qua thêm con chuột nữa lúc đó anh qua thêm con chuột năm nữa cho chắc cứu chuột năm à chuẩn bị năm cái gì lúc đó bỏ hết chuột mấy con kia là đủ mấy tháng rồi có nhiều tới luôn không có đỡ được đâu đỡ đâu xe nó không có thủ được má con xe nó bị dướng nó chạy đâu được đấy đầu nó giống chống như lên cái đầu biến lên từ bên này đầu có cái không có hình cái gì đó đó ăn cái xong rồi bụng mình gắt rồi khó thầm rồi mình là tạ lỗi sao vậy vậy ăn xong đây đâu xong rồi bụng cái gì cũng đi vô biết sao thế này nghĩ anh ăn quá dễ em pháp chứ chiếu về lên này chứ không mà tám nói gì sao tầm lưng nó không có hình bí không có hình gì phải đi mấy nữa
gian thì lúc đó xử lý tàu lúc anh thời gian nó còn nhiều mấy nó còn nhiều mà nó mới còn 1-2 phút gì á mấy hai hai phút thời chắc quá tiền không có qua chốt à không có qua chốt qua chốt đập luôn con tượng nó đã thua rồi anh qua chốt nó chống thêm con sĩ nó lên đó để sĩ anh cho là tụi anh lên tụi lên ngồi đập tiếng chiếu có tiếng chiếu ngồi đập tụi tiếng chiếu mà đấy là gác sĩ người anh đang đứng nói vô chứ đẹp không chiếu liền luôn mà nó gác sĩ lên cái anh đập tháo chiếu nữa là lò xong vậy không nó không có con nào giữ tháo nha mã nó đứng ngay đó anh để nó chống thêm con sĩ nó lên nó mới không sao á chiếu một cái nữa là buộc phải gác sĩ với sạch sĩ sĩ gì muốn chiếu mất về không mau không buộc phải chống sĩ đứng về lên mà nám không sao chiều đòn quá anh nói rồi anh nám có cáo phải là mà nám mấy chín trong sĩ là một luôn cái chân này là con bơi và con loại này là bằng bằng thép luôn đấy hả nhôm á nhôm luôn hả rất nhớ kim á sơn tập điện lên nó lại khác là nó cái gì thôi luôn rồi đấy hả chưa thì mất pháo quýnh hả pháo à là mới vô mất pháo hả pháo gồng lên gồng nổi gồng gồng lên chân pháo rồi nổi lên tự nhiên chết pháo chết pháo mà cái là cháy gớm chết pháo mà mong một đời mày hẹn chết pháo mà tao xích tướng cái đầu thì tùm lum hết trơn nghe tính mua hả anh Giang mua làm gì ai biết anh hỏi anh thử anh mua bữa trước thấy anh cần có một cái mà cái loại yếu thì đó anh nói anh với anh trả anh có còn nhựa đó
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lấp là như Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được không? Xây nãy hết trơn. Cái này cũng cần cái chuyện ghê quá. Cần này xích vô xích cho tầng cứu chúa ra đúng không? Người ta đang quay tự nhiên này nó dở trong quần. Thôi đi về mà. Mọi người nói mình quá mình đi về thôi. Nói còn câu thì cái 8-9 người chửi rồi chết mẹ rồi. Nói còn câu 8-9 người chửi. Nói câu đó hay á. Hay mà đúng. Hay người ta mới thấy mà người ta biết chửi. Hay người ta biết chửi. Nói câu bình thường thì không ai được. Không, con nó được cái năng chiếu. Anh chỉ thờ chuyện đó. Năng khiếu luôn đấy. À, cô chỉ bày hàng năng khiếu ấy. Ở đó em ngồi bên lớp năng khiếu biển thời mà. Đâu chữ thờ mà có văn hóa. Không, mà hồi nhỏ một chữ thờ, hồi nhỏ em nói tục không à. Lớn lên mới chữ thờ. Chữ thờ mà có văn hóa. Nói tục có văn hóa luôn ha. Nhiều khi cái thằng chuyển này nó hư. Thằng ngắp chuyển này nhiều khi lại hư. Tay có cái cây ở giữa.
có cây lúc đắc con gái miền Tây có cái cây ở giữa đi đâu chiếu mà về mà đấu luôn cho một ngày làm luôn. Bí luôn nè, anh nhìn lại. Đưa đây bí hết trơn rồi, muốn gì nữa. Bỏ mày đi rồi, có nhẹ như vậy thì để anh kia. Đúng không? Trong tướng được, đâu có lên tướng được. Trong sĩ cái kêu đây bí luôn. Xe đang lộn xuống kia. Giờ nó đi ra một kia rồi, từ từ đằng sau thì từ đất kia sau chứ. Đó, cái đó đi sau là mấy cái đất cả đất cái cọng cọng sát nách gì cũng vậy, cọng dưới đây còn đỡ, nó cọng tốt trên tóc. Cọng này là nếu mà nằm ở dưới này là bên xanh nó cọng bên đỏ, mà nằm phía đó là bên đỏ nó cọng bên xanh. Ủa đây chưa lật đấy sao không? Chưa lật à? Thank you.
Chiến của những chú voi má cái hai bên đi được.
anh quên một cần mắc cười. Ông máu của mẹ con đen đi tìm kiểu đó mà kèo với sơn. Không đê đê, không phải bắt đầu này. Xuất rồi, xuất rồi. Đúng là nó hình như vậy. Xuất rồi, bắt đầu này. Nó thấy đi xe. Đi xe là đẹp. Đi xe là đẹp. Tự nhiên thế. Thế báo. Đi xe đỏ chứ này kia được. Cái này là kia là đỏ giữa. Giữa trường xưa đó. Nó tí nó còn cũng mã thì đánh được. Xe là cơ động mà. Đỏ ba con chứ đấy chưa. Đánh cái này là nghĩa là đấu cây là phải bắt xe lại, đấu cây phải đi đến đâu là phải bắt xe lại. Thank you.
hoài lắm. Tưởng hoài hết rồi. Ăn hai khó thế nữa. Sao sao cái là vừa lại một nhóc nữa. Tưởng hết rồi. Còn nhiều thế. Lâu thế. Chân dây luôn. Thank you.
Rồi. Cua thì nó sẽ lại tốt xíu.